Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu ai video trên toàn quốc. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý vị một bộ dàn mini của hãng Aiwa, model là LCX-MT22. Thì cái bộ dàn này nó sẽ hoạt động full chức năng hết nha quý vị. Đĩa, MD, rồi táp, rồi ngõ kết nối, có nghĩa là bốn cái chuẩn của nó đang hoạt động hoàn hảo 100% nha quý vị. Rồi bây giờ em sẽ test từng cái. Bây giờ em sẽ test CD trước ha. Bấm play. Cái dàn này không tháo lưới được nha quý vị, không có tháo lưới được. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày giao cháo với dưa cà phê nghèo, vui sống trong mặn mà đời vàng lên ngàn dấu ca mà tình hay càng vàng. Rồi bây giờ em test MD nha, cho để MD vào. Đó, nó nhận đĩa rồi nha quý vị. Rồi đó, hát đó. Chạy tốt ha. Bây giờ chúng ta sẽ test cái táp của nó. Bấm lay táp ha. Tua nè, lúc này tua nè. Rồi bấm lay lại thì nó hát ha. Tua ngược lại nè. Rồi, bấm lên. Hoàn ông hoàn hảo hết như quý vị. Rồi bây giờ hát đây, ao ít ha. À biết, em mở máy lên. Rồi, hát rồi đó ha. Đang hát kết nối ngoài AUX. Sao có đứng ngóng mãi gian đầu.
chất âm vàng này cũng khá là hay quý vị, khá là ok. Có tem đây rất đẹp ha. Bên đây nó bị rớt mất. Lưới này nó liền không tháo được nha. Loa thì khá đẹp ha quý vị. Trùng hình quách giống cạnh còn đẹp hết ha. Phía sau của nó đây. Bốn chục quát, loa thì không để công suất, gõ out à, dàn này nó có sub out luôn nha quý vị, đây sub woofer ha, sub out lúc này gắn cái đài anten để nghe FM. Cái dàn này thì như FM của nó FM như được 108 luôn á, ô 108. Rồi cái dàn này nó có thêm cái chức năng là chỉnh mấy cái tông nhạc ở đây nha quý vị, Jot Mode này ha. Tay bass ta để on, up thì bass nó sẽ nhẹ lại, on thì nó sẽ lớn hơn. Và bấm tiếp theo thì nó sẽ chọn chế độ cái tông nhạc. Đây là dòng nhạc ra. Ra. Bóp. Rock. Tăng bass ha, bấm vô là chọn nha quý vị. Max volume là 30. Cái ngõ AUX thì do kết nối ngoài bằng điện thoại hoặc laptop thì cái tín hiệu nó sẽ nhỏ hơn cái CD tí xíu nha quý vị. Đó cho nên là bài rất nhanh ha. Rất tuyệt vời nha quý vị. Mà xưa còn thầm. Rồi bây giờ em báo giá luôn. Bộ vàng này có giá 1 triệu đồng. 1 triệu đồng bao ship toàn quốc nha quý vị. Nếu quý vị chuyển khoản đủ COD thì quý vị vui lòng trả phí ship ha. Cọc COD thì quý vị vui lòng trả phí ship. Thì giá 1 triệu đồng với hoạt động hoàn hảo full chức năng CD, MD, TAP, AUX. Tất cả hoạt động hoàn hảo 100% hết nha quý vị ha. Quý vị đừng có so quý vị thấy những cái nơi khác bán rẻ hơn thì quý vị hãy xem kỹ nha, chỗ đó coi nó có lỗi CD, lỗi TAP hay là lỗi MD gì không nha quý vị. Chứ nhiều quý vị gọi lại nhiều khi nhiều sản phẩm của em lắm rồi thì quý vị gọi lại à sao chỗ đó nó bán rẻ hơn như vậy, thì đó thì quý vị hãy xem hết đi rồi clip thì quý vị sẽ hiểu thôi, chứ cái đó thì không có gì hết. Cái vàng này thì có người bán 500-600 là bình thường quý vị, với điều kiện là nó sẽ không hoạt động CD, MD hay gì, nó không hoạt động gì hết thì 500-600 là chuyện bình thường nha. Rồi còn của em là hoạt động từ A tới Z, hoạt động hoàn hảo 100% hết, với giá 1 triệu đồng nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.